Review cao ốc văn phòng chỉ 18 đô ngay mặt tiền phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các bạn đã bao giờ chưa? Nếu các bạn chưa bao giờ thì hôm nay Trâm sẽ dắt mọi người đi tham quan tòa nhà cho thuê văn phòng tại Vietcombre Building nhé. Vietcombre Building nằm ngay 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là vị trí đắc địa nhất Sài Gòn trên con đường được mệnh danh là phố Wall ngay trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn và các tập đoàn tài chính đa quốc gia hàng đầu với hoạt động kinh doanh sôi động cả ngày lẫn đêm. Diện tích mặt tiền rộng thoáng với kết cấu 11 tầng được lắp đặt hoàn toàn bằng mặt kính cường lực, không những an toàn mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Sảnh lễ tân sang trọng nhờ mặt sàn được ốp led gạch miên sáng bóng cùng nội thất hiện đại. Hai thang máy con tốc độ cao, di chuyển nhanh chóng mà không lo trễ giờ. Mặt bằng cho thuê tại đây có diện tích sàn rộng và có thể chia cắt linh hoạt từ 10 đến 500 m2 phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Chị sẽ giới thiệu em một vị trí đẹp nhất ở trong tòa nhà của chị. Tất cả những cái mặt bằng ở mặt tiền ấy, thì sẽ rất là đẹp tại vì ánh sáng toàn bộ. Từ view này mình nhìn xuống phố đi bộ này rất là đẹp. Và giá của tụi chị thì rất là rẻ, rẻ nhất ở cái con đường này luôn. Dao động chỉ từ 18 đến 20 tổng cộng. Bên cạnh đó, ban quản lý tòa nhà còn cung cấp các điều khoản thanh toán và điều kiện ký kết hợp đồng linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp nữa. Còn gì tuyệt vời hơn? Không gian xanh với đầy đủ ánh sáng tự nhiên từ các cửa sổ bao quanh. Từ đây bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố nhộn nhịp và phố đi bộ tuyệt đẹp về đêm. Tuy nhiên, môi trường làm việc vẫn rất yên tĩnh nhờ đặc tính cách âm tốt. Chắc hẳn nỗi lo chung của các anh chị nhân viên đi làm tại quận 1 là phải đi làm thật sớm để tìm bãi giữ xe đúng không nào? Không cần lo nữa vì đã có bãi giữ xe siêu rộng nằm ngay đối diện tòa nhà rồi đó. Mấy mặt mà giờ mới bật mí là doanh nghiệp sẽ được chạy quảng cáo thương hiệu trên bảng LED ngay mặt tiền tòa nhà miễn phí đến 2 tháng và sẽ được hưởng giá ưu đãi ngay sau đó khi thuê văn phòng tại đây. Liên hệ ngay chủ đầu tư tòa nhà Vietcombre để nhận báo giá chi tiết và hưởng những ưu đãi hấp dẫn nhất ngay hôm nay nhé.